Xin chào tất cả các bạn. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng Liquify ở trong Photoshop CC 2017. Và hôm nay mình có sử dụng một cái bức ảnh để chúng ta thực hiện cái bài tập này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm. Trước tiên để chúng ta có cái so sánh, chúng ta sẽ Ctrl+Z bức ảnh này lên. Đó. Về cái độ sáng với lại hướng tương phản thì bức ảnh này không cần chỉnh sửa nữa rồi. Chúng ta chỉ dùng để thực hiện cái bài học lý thuyết về Liquify trong Photoshop mà thôi. Vậy Liquify là gì? Nó là một cái tool làm đẹp trong Photoshop, nó dùng để biến đổi và chuyển đổi đối tượng, nắn chỉnh đối tượng. Đó. Thì bây giờ thì cách nó thay đổi và nắn chỉnh như thế nào và nó hoạt động ra sao thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Trước hết là cách mở Liquify lên. Thì các bạn sẽ vào trong filter, các bạn chọn Liquify. Hoặc các bạn có thể ấn Shift Ctrl X để các bạn mở Liquify lên. Giờ chúng ta sẽ mở lên. Đó, đây là toàn bộ cái giao diện của Liquify. Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu qua các cái thuộc tính và công cụ của cái tool này. Tôi sẽ giới thiệu qua cho các bạn các cái công cụ ở đây. Cái thứ nhất là Power Warp Tool, tóm tắt là VKEP. Công cụ này dùng để đẩy, dịch chuyển điểm ảnh, đẩy điểm ảnh, nắn chỉnh. Công cụ này là Reconstruct Tool, tóm tắt là R. Công cụ này dùng để xóa những cái hiệu ứng của các công cụ khác được tác động lên trên bức ảnh. Và cái công cụ thứ ba là Smooth Tool. Công cụ này có chức năng gần giống như Reconstruct, nhưng mà nó cho cái việc mà chúng ta xóa đi các cái hiệu ứng khác nó mềm hơn. Đấy, nó mềm mại hơn. Đây là công cụ Smooth Tool. Tiếp theo là chúng ta tìm hiểu tới cái công cụ Green Block White, tóm tắt là phím C. Cái công cụ này thì nó sử dụng để nó thực sự sử dụng cho chúng ta để chúng ta xoáy đối tượng theo hai chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ. Công cụ tiếp theo là Poker Tool để hút vào tâm và Blot để đẩy ra. Đó. Đây là phím S và đây là phím B này. Công cụ thứ ba là công cụ đẩy Putlet. Đấy. Cái tiếp theo là Mask. Và cái này là chúng ta sử dụng để chúng ta đóng băng cái khu vực mà chúng ta không muốn thay đổi. Và cái đặc biệt ở trong phần Photoshop CC 2017 mà ở Photoshop C6 trở xuống không có, đó là phần Face Tool, chính là phần chỉnh sửa về khuôn mặt. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu từng công cụ một. Khi chúng ta chọn công cụ Power Warp Tool, chúng ta quan sát ở bên phía tay phải phần Brush Tool Option, chúng ta có các cái giá trị như là size, là kích thước của công cụ. Chúng ta giảm nhỏ xuống, các bạn nhìn thấy hình tròn nó nhỏ, to, nhỏ. Chúng ta hoàn toàn có thể ấn giữ phím An và ấn giữ chuột phải kéo sang trái để thu nhỏ lại và kéo sang phải để phóng to lên như thế này. Cũng được. Cái đen, giá trị density này là cái tầm ảnh hưởng của công cụ. Đó. Ví dụ như là từ tâm, cái tầm ảnh hưởng của nó sẽ xuất phát từ tâm của cái hình tròn này. Chúng ta tăng cái density này lên thì nó sẽ ảnh hưởng rất là mạnh ra đến viền của cái hình tròn này. Còn pressure thì là cái lực
lực tác động của công cụ lên trên đối tượng, khi chúng ta tăng pressure lên mạnh thì cái lực tác động của nó rất là mạnh. Còn khi chúng ta giảm pressure xuống thì lực tác động nó sẽ nhẹ hơn. Và đối với những bạn chúng ta vừa mới tập luyện để sử dụng công cụ Lagify này thì chúng ta không nên tăng cái giá trị này nó lớn quá, bởi vì nó rất dễ làm hỏng cái sản phẩm của chúng ta, vì nó đẩy rất là mạnh. Đối với công cụ này thì nó bị khóa, vì công cụ này thì nó chỉ có chức năng cho các công cụ như là hút hoặc đẩy hoặc xoay chúng ta mới sử dụng nó. Lát nữa thì tôi sẽ nói qua cái phần này sau. Rồi khi mà chúng ta mới tập thì chúng ta nên giảm cái pressure và density này từ 50 trở xuống thôi, à, đừng vượt quá. Thì chúng ta sẽ được cái lực đẩy nó nhẹ nhàng hơn, mặc dù chúng ta đẩy rất là mạnh. Đó, nhưng mà chúng ta giảm xuống thì cái lực nó tác động lên hình ảnh nó rất là nhẹ, nên nó sẽ tốt cho chúng ta hơn, chúng ta đang luyện tập. Rồi đấy là cái công cụ, à, ví dụ như bây giờ tôi sẽ đẩy, ví dụ như là tôi đẩy sai một cái đi, chúng ta đẩy đấy, các bạn nhìn thấy rằng là chúng ta tăng hai cái giá trị này lên mạnh ấy, thì nó đẩy rất là mạnh như thế này, đẩy rất là mạnh, rất là mạnh mẽ, đấy, đẩy rất là mạnh. Vậy thì để khi mà chúng ta chót lỗ tay mà làm sai mất một cái phần nào đó ở đây, chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ thứ hai, đó là Reconstruct, chúng ta lấy lại. Cái này thì chúng ta điều chỉnh cái giá trị density và pressure này lên cao 100% để nó lấy lại hoàn toàn. Đó. Và nếu chúng ta giảm hai cái giá trị này xuống thì nó cũng lấy lại một phần nào đó. Đúng không ạ? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái này, chúng ta đẩy tiếp. Và chúng ta sử dụng công cụ thứ ba là công cụ Smooth. Thì công cụ Smooth này, các bạn nhìn thấy, nó cũng trả về một phần nào hiệu ứng của công cụ này đã tác động lên, có nghĩa là nó xóa bớt phần hiệu ứng đi và nó nắn chỉnh lại làm sao cho nó cái đường nắn ra nó mềm mại. Tuy nhiên đôi khi chúng ta nắn chỉnh cái này á, mà nó bị đấy, nó bị rất là sắc như thế này này, nó không có mềm mại. Chúng ta lấy cái này chúng ta điều chỉnh lại thì nó trả lại một phần nào đó. Nếu chúng ta cứ cọ mãi thì nó sẽ trả lại gần như hoàn toàn cái, nó xóa gần như hoàn toàn cái hiệu ứng của công cụ trước đó. Nhưng mà trong đó thì nó tác động vào để nó làm cho nó điều chỉnh cái đường nắn chúng ta nó mềm mại hơn. Ví dụ như đơn giản chúng ta nắn ở trên phần đầu này mà nó bị thô quá chẳng hạn, nó bị thô quá. Mặc dù chúng ta giảm cái này xuống rồi nhưng mà nó vẫn bị thô. Thế thì chúng ta sử dụng công cụ này để chỉnh sửa. Đó, để chỉnh sửa làm sao cho nó mềm mại nhất có thể. Cái này nó sẽ rất hợp lý với chỉnh ở má và khuôn mặt, khi mà mình chỉnh nhỡ tay mà cái đường nó không được mềm đẹp. Hoặc là đặc biệt là chỉnh những các sản phẩm như quần áo, giày dép, thì chúng ta hoàn toàn có thể dùng công cụ này để chúng ta làm sao cho nó mềm mại lại được. Đó là Smooth Tool. Nó có một phần giống cái công cụ Reconstruct thôi, còn lại thì nó khác. Cái công cụ thứ ba trong cái bài học ngày hôm nay đó là công cụ xoáy, chúng ta là phím C. Công cụ này nó có tác dụng là xoáy tại một vị trí mà chúng ta đặt và chúng ta giữ. Chúng ta có thể giữ hoặc chúng ta có thể chạy, di chuyển thì nó sẽ vừa xoáy và vừa di chuyển theo. Đó. Vậy thì bây giờ các bạn quan sát rằng là nó đang xoáy theo chiều kim đồng hồ. Đó. Và khi tôi tăng density và pressure lên thì lực xoáy cũng không hoàn toàn mạnh giống như cái việc chúng ta dùng power warp. Bởi vì cái xoáy ở đây nó không hoàn toàn phụ thuộc vào cái lực ấn và cái density này nữa, mà nó lại còn phụ thuộc vào một phần của cái giá trị thứ tư này. Giá trị này đẩy lên càng cao thì nó xoáy càng nhanh. Các bạn nhìn thấy không ạ? Còn giá trị này đẩy xuống thấp thì nó sẽ hút theo vòng tròn. Đó, nó nhẹ nhàng hơn. Thì trong những trường hợp mà các bạn muốn nắn chỉnh hay là điều chỉnh cái độ góc độ nghiêng của một đối tượng hay hình ảnh nào đó mà các bạn muốn chỉnh dần dần thì các bạn nên giảm cái giá trị này xuống. Không là nó sẽ xoáy rất là mạnh. Đấy. Và bây giờ các bạn nhìn thấy là tôi đang xoáy hoàn toàn bằng theo chiều kim đồng hồ. Và bây giờ làm thế nào để xoáy ngược chiều kim đồng hồ? Rất là đơn giản. Các bạn khi các bạn giữ chuột trái thì nó xoáy theo chiều kim đồng hồ. Và khi các bạn ấn chuột trái và chúng ta giữ phím an thì nó sẽ xoáy ngược chiều kim đồng hồ. Đấy.
Vậy thì để xoáy ngược chiều kim đồng hồ thì các bạn nên ấn thêm phím An nữa trong quá trình chúng ta thực hiện thì nó sẽ xoáy được. Đó là cái kỹ thuật sử dụng cái công cụ xoay này. Ok, tiếp theo chúng ta tìm hiểu tới công cụ là Poker Tool. Công cụ Poker Tool là công cụ dùng để chúng ta hút vào tâm, để thu nhỏ đối tượng, thu nhỏ hình ảnh. Đó, ví dụ như là chúng ta cần thu nhỏ mũi chẳng hạn, thì chúng ta sẽ điều chỉnh công cụ làm sao cho nó vừa cái mũi. Đó, và chúng ta điều chỉnh giá trị này. Bởi vì là công cụ Poker Tool nó hút vào thì nó cũng có liên quan tới cái thông số này. Cho nên là chúng ta cho nó giảm xuống. Sau đó chúng ta thu dần. Thì các bạn nhìn thấy nó sẽ hút vào tâm như thế này. Đó, nó sẽ hút vào tâm như vậy. Đó, nó sẽ làm ví dụ như chúng ta muốn làm cái mắt nhỏ hơn. Chúng ta sẽ chấm vào. Môi nhỏ hơn thì chúng ta chấm vào. Đó, như vậy. Thế là chúng ta sử dụng Poker Tool. Cái thông số của nó cũng giống các cái thông số công cụ khác, thì chúng ta sẽ trả lại bình thường. Ok. Tiếp theo là công cụ Blot. Công cụ Blot này hiểu giống như Poker, không khác gì cả. Chỉ có điều là Blot thì nó đẩy ra. Đấy. Còn Poker thì nó thu vào, nó hút vào. Chỉ như vậy thôi. Rất đơn giản. Và các bạn muốn nó đẩy nhiều hay là đẩy ít thì các bạn tăng cái giá trị này lên. Ok chưa? Rồi. Cái phần tiếp theo là cái phần Putless. Là công cụ đẩy. Khi mà chúng ta vào đây, chúng ta đưa di chuyển có cái này yêu cầu là khi chúng ta tác động vào ấy, thì chúng ta phải di chuyển thì mới có tác động. Chúng ta phải di chuyển công cụ. Đó. Nó sẽ đẩy theo hướng ngẫu nhiên. Theo cách của chúng ta di chuyển. Đấy. Nó cái này nó không phải là hút mà nó cũng không phải là đẩy hình ra. Mà chúng ta để công cụ tại một chỗ thì nó không có tác dụng. Chúng ta phải di chuyển công cụ. Đó như thế này. Ok chưa? Rồi đến phần tiếp theo là cái phần mà chúng ta sẽ rất hay sử dụng khi mà chúng ta nắn chỉnh ảnh chân dung hay là nắn chỉnh sản phẩm. Đó là cái phần mà chúng ta đóng băng các cái vùng khác, tìm ra nắn chỉnh một cái phần nào đó. Mình lấy ví dụ ở đây, chúng ta muốn đóng băng lại, như là chúng ta muốn điều chỉnh cái mũi này. Chúng ta sẽ đóng băng những cái phần xung quanh để không bị ảnh hưởng khi chúng ta tác động công cụ lên. Thì các bạn sẽ chọn cái PG Mark, phím F, chúng ta bôi lên. Đó. Và cái màu chúng ta đây là cái màu mask, cái màu mặt nạ của nó, màu của chúng ta. Vậy thì những cái chỗ nào mà được bôi qua cái màu này thì nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ sự tác động của công cụ nào. Và ở đây là tôi đang muốn tác động vào phần mũi, cho nên là tôi để cái mũi nó, tôi không cọ vào phần mũi. Ok. Và bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể nắn chỉnh cái mũi này với cái độ lớn công cụ to hơn. Đó, các bạn nhìn thấy không? Thì cái phần mà chúng ta đã tô cái màu đỏ thì nó sẽ không bị ảnh hưởng. Nó là như vậy. Đó là cách sử dụng cái này. Và khi mà chúng ta thực hiện xong cái thao tác nắn chỉnh, chúng ta muốn tháo băng ra, chúng ta sẽ sử dụng cái thứ hai và chúng ta xóa nó đi. Đấy, xóa nó đi. Ok. Đây là cách mà chúng ta sử dụng công cụ để chúng ta thao tác. Ngoài ra cái nhóm mask này thì nó còn có cái thuộc tính ở bên này. Có mấy cái thuộc tính ở bên này. Ta sẽ tìm hiểu. Đây, nó là phần mask option. Mask option. Bây giờ đây cũng là cái cách mà chúng ta làm thôi. Ví dụ như bây giờ tôi muốn điều chỉnh, nắn chỉnh cái phần mũi này. Thay vì như lúc nãy là tôi bôi xung quanh, thì để nhanh hơn thì tôi sẽ chấm cái hình tròn này, tô ngay vào phần mũi. Tôi ngay vào mũi này. Sau đó tôi sẽ invert mask để đảo ngược ra. Rõ ràng là tôi sẽ làm rất là nhanh và được cái vùng mà tôi cần sửa. Đấy, hoặc cách thứ hai là khi mà các bạn đã đổ mask hết như thế này, các bạn sẽ không nên dùng cái này để xóa mà các bạn nên chọn vào None để chúng ta xóa. Và cách thứ hai là chúng ta chọn mask luôn, là chúng ta đổ hết lên bộ ảnh mask.
Sau đó chúng ta sử dụng cái công cụ xóa này, chúng ta xóa tại một điểm chúng ta cần thay đổi. Đấy. Thế là xong. Và cách làm này nó sẽ cho chúng ta cái lớp giao thoa giữa cái phần mask và cái phần chúng ta thay đổi nó mềm. Thì khi chúng ta tác động công cụ lên thì nó cũng không bị quá phẫng khi mà cái sự thay đổi điểm ảnh, vị trí của điểm ảnh. Nó sẽ mềm mại hơn và nhìn nó thật hơn. Các bạn có thể lựa chọn một trong những cái cách làm đó. Ngoài ra thì các bạn nhìn thấy ở đây là cái màu mask là cái màu đỏ. Ở đây trong cái bộ Lightify này nó có thể cho phép các bạn chọn màu. Phần sau mask các bạn có thể chọn các cái màu các bạn yêu thích như màu vàng, xanh hay là các màu khác, chứ không phải nhất thiết là màu đỏ. Rồi. Ở bên dưới chúng ta có phần view option là phần hiển thị, chúng ta có hiển thị guide, đường lưới này, rồi show mask. Đó, cái show mask này này nó sẽ cũng khá là có hiệu quả cho những bạn mà chuyên chỉnh về cái nắn chỉnh về ảnh này. Bởi vì show mask này không phải là một cái dạng lưới để chúng ta làm chuẩn để chúng ta chỉnh ảnh, mà nó sẽ là cái biến đổi theo cái sự biến đổi của bức ảnh. Cái này nó giúp cho các bạn biết rằng là những cái điểm nào các bạn đã nắn chỉnh rồi, những cái điểm mà các bạn chưa tác động thì cái đường mask của nó rất là thẳng. Nhưng mà nếu như cái điểm đó mà cái đường mask nó bị cong queo như thế này thì có nghĩa là các bạn đã tác động mask vào đó rồi, đã tác động cái sự biến đổi công cụ vào đó rồi. Người ta sẽ giúp chúng ta nhận biết được cái chỗ nào chúng ta đã biến đổi hay chỗ nào chưa biến đổi, rất là dễ. Sau email thì cho bạn khi các bạn tắt đi thì nó sẽ không có thấy ảnh đâu cả. Ok chưa? Rồi. Phần tiếp theo trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tới công cụ mà mới xuất hiện ở Photoshop CC rồi CC trở lên, mà từ CC6 trở xuống thì không có, đó là Faytool. Cái công cụ Faytool này nó giúp cho các bạn, đặc biệt là những bạn làm về ảnh chân dung, rất là thích, bởi vì nó giúp cho các bạn nắn chỉnh khuôn mặt cực kỳ là nhanh và hiệu quả. Đó, ở đây khi mà chúng ta hover chuột qua thì các bạn thấy có cả khuôn mặt này, nắn chỉnh mũi, mắt này, toàn bộ phần khuôn mặt, phần môi, phần cằm, vân vân. Cái này nó không giống như cái công cụ warp này, mà nó sẽ cho chúng ta điều chỉnh, nắn chỉnh ra vào rất là đều nhau. Đó, chúng ta cho mắt thon hay là mắt to, chúng ta nắn chỉnh cái phần khuôn mặt bên ngoài. Đó, rất là dễ. Ở đây chúng ta di chuyển vào phần mũi, chúng ta có thể kéo ở đây, để kéo mũi thấp xuống hoặc cao lên, thấp xuống hoặc cao lên. Hoặc chúng ta có thể kéo dẹp cho mũi nhỏ lại. Đó. Đấy, hoặc là to ra. Nó đóng vai trò tất cả các công cụ khác đấy. Tiếp theo là phần môi trên cho nó dày hơn hay là cho nó mỏng đi. Môi dưới cũng vậy, nó kéo lên. Đó. Và chúng ta hoàn toàn cũng có thể là cho cười tươi hơn hoặc là cười bình thường ạ, hoặc là buồn hơn ạ. Đấy, kéo lên. Đó. Nó rất là dễ dàng, đặc biệt là các bạn có thể kéo môi hoặc là cho môi to ra hoặc kéo môi nhỏ lại như thế này. Sao để các bạn nắn chỉnh hợp lý. Đó. Phần cằm thì các bạn có thể kéo cằm ra dài hơn hoặc kéo cằm nó vừa phải ngắn lại. Đó. Thấy chưa? Nắn chỉnh phần má. Đó là cách mà chúng ta sử dụng công cụ khi mà chúng ta sử dụng là PI. Ngoài ra nó còn cung cấp cho các bạn các cái thông số để các bạn điều chỉnh chính xác hơn ở phần Lightify này. Các bạn lưu ý một điều rằng là các bạn tác động cái công cụ PI này thì các bạn sẽ không dùng cái Free Contrast để xóa được. Chỉ có cách là các bạn phải reset lại toàn bộ cái này, thông số này về 0, không hết. Thì nó sẽ trả lại các bạn khuôn mặt ban đầu. Đó. Bây giờ tất cả giá trị ở 0 là cân bằng hết, là ở cái trạng thái ban đầu của hình ảnh. Bây giờ chúng ta sẽ tác động đầu tiên, chúng ta sẽ có cái mục như này. Cái mục đầu tiên là phần mắt. Phần mắt thì chúng ta có là kích thước của mắt. Đây là mắt bên trái này, tương ứng với mắt bên trái. Đây là mắt bên phải. Chúng ta muốn thay đổi đều hai mắt thì chúng ta ấn cái này xuống. Đó thì nó sẽ thay đổi đều hai mắt của chúng ta. Tăng cái này thì tăng cái này thêm. Kéo về phía này thì mắt to ra, kéo cái này thì mắt nhỏ lại. Được chưa? Rồi, đối với độ cao của mắt chúng ta cũng thế. Chúng ta cho cái mắt nó cao hay là nhỏ lại. Các bạn điều chỉnh làm sao hợp lý thôi. Thì cái này tôi khuyên các bạn là nên
chập cái này xuống, bởi vì là chúng ta trừ khi là cái đối tượng chúng ta chỉ sửa có mắt to mắt nhỏ, chúng ta cần cân bằng lại thì chúng ta mới tháo cái này ra thôi. Còn nếu như mà mắt đã cân bằng rồi thì chúng ta nên cho nó tăng đều, giảm đều. Tiếp theo là cái độ rộng của mắt, đúng không ạ? Đấy. Rộng theo chiều ngang các bạn, hẹp lại và rộng ra. Các bạn cũng làm như vậy. Rồi, và cái tiếp theo nữa là cái độ xoay. Đó, mắt có xoay lên xoay xuống. Đấy, cái này thì các bạn cũng không nên chập, bởi vì là chúng ta có thể là cân bằng cái mắt của mình. Đó. Theo từng cái một. Và cái này là khoảng cách giữa mắt, hai mắt, cái sống mũi. Đó, chúng ta cho dài ra hoặc là cho nó sát vào. Kéo cái này. Cái gì ạ? Đấy là phần mắt. Thì xong phần mắt thì chúng ta đến phần thứ hai. Đấy, là cái phần mũi. Mũi thì phần cao của mũi thì thấp xuống này, cao lên này, kéo, cao thấp. Đó. Đấy, tiếp theo là cái phần rộng của mũi. Chúng ta cho mũi nó rộng ra hoặc cho nó hẹp lại. Đó, điều chỉnh mũi. Đây, xong phần mũi. Tiếp theo là chúng ta đến phần miệng. Miệng thì có smile là cười, đây là buồn, âm thì là buồn, mà dương thì là cười, tươi. Đó, cười rất là tươi. Và chẳng hạn bình thường là như thế này. Đó, chúng ta cho tươi lên một chút như thế này. Đó, tùy vào cái bức ảnh chúng ta để chúng ta chỉnh thôi. Tiếp theo là cái môi trên. Đó, chúng ta nâng cái môi trên lên hoặc giảm môi trên xuống. Đó, kéo điều chỉnh. Và ngược lại thì nó là môi dưới. Môi dưới này. Đó. Môi dưới. Môi dưới dày hơn hay mỏng đi. Kê chưa ạ? Tiếp theo là phần cái độ rộng của môi. Độ rộng của miệng. Độ rộng của miệng. Và độ cao của miệng. Đó là xong cái phần miệng của ta. Đấy, phần tiếp theo của chúng ta đây là cái phần trán. Và nào trán thấp cho cao lên. Trán cao cho thấp xuống. Cao của trán. Kéo lên, kéo dài lên. Đó. Tiếp theo là độ cao của cằm. Đấy, các bạn điều chỉnh cho hợp lý. Rồi, cái này là cái mà chúng ta chỉnh về hai má. Hai má phình ra hoặc là hẹp lại. Được chưa? Tiếp theo là cái độ lớn tổng thể của khuôn mặt. Để ta chỉnh vào cái phần này. Khi mà các bạn điều chỉnh, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng công cụ để các bạn chỉnh ở đây, hoặc các bạn sử dụng các cái thông số ở đây để các bạn điều chỉnh cho chính xác. Thì đấy là cái phần face tool. Phần tiếp theo đó là phần sub eye drop. Phần sub eye drop là một cái phần khá là thú vị và cần thiết cho những bạn mới tập. Là cái phần mà nó hiển thị cái ảnh gốc cho chúng ta. Để chúng ta nắn chỉnh cái ảnh mới, xem là chúng ta so sánh cái ảnh mới với ảnh gốc, xem là nó có khác biệt gì so với ảnh gốc không. Thì ở đây thì tôi sẽ giảm cái opacity này xuống. Đó. Đúng không ạ? Tôi giảm cái opacity này xuống thì tôi sẽ nhìn thấy mờ mờ cái lớp ảnh gốc và nhìn rõ cái lớp ảnh chúng ta vừa chỉnh. Cái lớp ảnh mà tôi đẩy xuống này là lớp ảnh tôi đã chỉnh. Đấy. Và khi mà tôi có cái backdrop lên ấy, tôi đẩy mờ nó lên thì nó có cái lớp mờ mờ ở trên này. Thì các bạn hoàn toàn có thể so sánh được là cái lúc mà tôi nắn so với cái lúc ảnh ban đầu của nó có khác biệt thì là nhiều lắm không? Thay vì là chúng ta không bật backdrop lên, chúng ta làm một cách tù mù thì nó sẽ rất là khó để mà so sánh. Thì cái này thì tôi nghĩ là rất cần thiết. Đấy. Ok, thì cái này các bạn có thể chọn là on layer hoặc background hoặc layer 1 cũng được. Chính là cái layer mà chúng ta đang sử dụng đây. Và cái này thì chúng ta chọn cái chế độ là cái ảnh chúng ta, ảnh gốc của chúng ta nó ở bên trên hay bên dưới thôi, ở bên trước hay bên sau. Ở bên dưới chúng ta có Brush Reconstruct Option. Đó. Cái Brush Reconstruct Option này nó giúp chúng ta chọn, nó cho phép chúng ta điều chỉnh lại. Có nghĩa là làm chủ lại cái thông số điều chỉnh. Ví dụ như là có chỗ mà chúng ta đã điều chỉnh xong rồi. Nhưng mà chúng ta thấy nó hơi quá một chút. Nếu ta chọn cái Reverse Reconstruct này, chúng ta quay lại một phần nào đó thôi. Quay lại một phần nào đó. Ví dụ như là tôi nắn cái này nó hơi sâu xuống. Tôi muốn quay lại một chút. Đó, để cho nó hợp lý hơn. Tôi giảm xuống, có nghĩa là tôi giảm cái tần số tác động của các cụ khác xuống bức ảnh này, và nó sẽ thay đổi, nó sẽ quay lại đều như vậy, 50% là đều tất cả các cái phần mà chúng ta đã thay đổi trước đó. Thì đây là phần reverse. Còn cái giá trị bên cạnh đó là giá trị restore, thì nó
quay lại hết toàn bộ như ban đầu, như ảnh chưa chỉnh bao giờ, chưa bao giờ chỉnh. Đây là các cái thông số mà chúng ta cần nắm được trong cái bài Lucky Five này. Còn cái đây là chúng ta di chuyển khi chúng ta phóng to ảnh, và đây là phóng to và thu nhỏ ảnh mà thôi. Đấy, ấn phím An để thu nhỏ và bỏ An ra để chúng ta phóng to. Đó, đấy rất là dễ nhớ thôi. Sau khi điều chỉnh xong, nắn chỉnh xong bức ảnh đó, chúng ta ấn OK để chúng ta hoàn thiện cái bức ảnh của chúng ta. OK, vậy là mình đã giới thiệu cho các bạn về các cái thông tin trong cái bộ Lucky Five của Photoshop CC. Photoshop CC 6 thì nó chỉ khác so với CC một chỗ là nó không có cái Paytool là phần khuôn mặt thôi, còn lại các cái thông số khác thì nó đều giống nhau. Cho nên bạn nào dùng CC 6 thì vẫn có thể áp dụng cái video này để mà thực hành được các bạn nhé. OK, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi cái video của mình. Hãy ủng hộ mình bằng cách là chia sẻ và đăng ký kênh của mình để theo dõi những cái video mới. Các bạn nào có những cái đóng góp gì thêm cho video thì hãy để lại bình luận ở bên dưới nhé. Xin hẹn lại các bạn trong video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.